đấy, không mì hành trên kia kìa anh nhỉ. Ừ, nó trắng trắng đẹp. Đấy. Hôm nay nắng đẹp đấy, hôm qua mưa trơn đấy. Mưa không lên được đâu, hôm nay nắng. Nhìn thế thôi còn cách xa lắm. Xa chứ. Từ đây vào trong đấy phải tầm 7 cây nữa cơ. 7 cây nữa. Đi đường đồi này. Đi lên là vào trong đoạn đấy là đường bê tông. Bê tông bé chứ. Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhá. Đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi vào nhà em cô để hôm nay thì vào lắp giường cho nhà cháu bó đấy. Là hôm qua cũng gọi điện cho em cô bảo là hôm nay cũng làm vách là cũng gần xong rồi. Thế là hôm nay mua cái giường lên lắp cho nhà cháu bó. Thì cái giường nó to quá nên là đi xa, đi khó nữa nên là không thể chở được xe máy. Nên là hôm nay là thuê xe anh Quân đây chở vào trong đấy. Mà anh Quân lần trước cũng chở giường vào cho ông Táo một lần rồi. Thế là hôm nay anh rảnh thì anh cũng chạy vào trong đấy một chuyến. Anh Quân còn nhớ đường vào không? À, đường thì chạy 1-2 chuyến là cũng nhớ đường rồi. Đường mà lần trước anh cũng vào đây bán hàng suốt mà nhỉ? Trước là hay chở hàng vào cho khách ở trong đấy. Nhưng mà đây là đi vào sâu tí. Hôm nay mình đi qua nhà ông Báo đi vào một tí. Đi qua đến đoạn ngã ba đấy. Vào trong kia còn mấy thôn nữa đấy nhỉ? Ừ. Thuận Hòa này có mười mấy thôn cơ mà. Lúc khỏe đúng hết thế chú vào. Mà cái thôn Khô Miền này thuộc dạng là thôn cao nhất, nghèo nhất. Không nghèo nhất thì em không biết, nhưng mà cái thôn này là ở cao nhất. Còn những cái thôn khác đều như ở cái khu vực thấp hơn. Đường lên hang đấy. Đấy, đường lên hang Khô Miền ấy. Lần trước vào trong hang đấy một lần rồi mà. Em vào trong đấy. Tâm xã Thuận Hòa đấy. Ủy ban nhân dân. Đây là đi thẳng Thái An, thủy điện Thái An. Đấy, đi đường này. Đấy, bây giờ đường này rẽ lên Khâu Miền này. Bắt đầu đi qua hết cái đoạn đường nhựa này là đến đường bê tông. Đường đi hơi khó hơn một tí. Xe tránh nhau rất là khó. Anh lên đây. Đâu đây? Chở gạch lên đây à? Lên đây gặp em Trung. Gọn vào cho anh đi nhờ tí. Đi qua được mấy đoạn này rộng. Anh đi vào trong này trước nhá. Thôi, anh đi vào trong đấy tí, đang bận tí nhá. Chào em. Ok, tí nữa ra đó. Ấy, sắp đến nhà của cháu bó ở dưới kia kìa. Đâu? Dưới kia kìa anh. Cái nhà cuối cùng nhất kìa. Kiểu gần cái nhà trình tường đấy. Đây là cái nhà trình tường này là nhà chú của bó. Nhà em cổ. Nhà trưởng thôn nhà này à? Đấy, nhà trưởng thôn, nhà đỉnh đồi ngay. Bọn đẹp đấy nhỉ, đúng. Thoáng, nhà trưởng thôn thoáng mát lắm. Có ngay đồi vầu ở đằng sau nhà luôn đấy. Chỗ này quay đầu phải vào đây. Không, xuống đến đoạn dưới này có chỗ quay đầu, bây giờ anh cứ xuống đi. Thế để em xuống á, từ từ. Em xuống xin nhan cho anh. Nó không trơn đâu mà. Hôm nay nắng nữa mà mưa thì trơn đấy. Rồi ok. Nữa đây anh ơi, nữa đây. Tí nữa đây. Thoải mái đây. 2 mét nữa. Nữa đây. Rồi. Ê,
Đây, cho cái hòn đá chèn vào bánh này. Ờ nhờ, quên cái chiếu. Hôm nay là mua cả màn chiếu này, với cả giường nên là lắp cho nhà cháu Pó. May hôm nay anh ở nhà đấy, không hôm nay không có xe để chở lên. Xe máy thì chở không được bởi vì rát giường nó to quá. Khó lắm, cổng cành. Khó đi. Qua thành phố. Nó còn vai giường nữa. Càng hơn chục cây phố này, gần 20 cây đấy nhỉ. Hơn chứ. Cả đi cả về 50 cây cơ mà anh. Đấy. Có phải gần không? Đây, trưởng thôn lên đây rồi. Em gọi được cô chưa? Cô lên chưa? Vâng. Đây, vâng, xin chào trưởng thôn. Ừ. Chào anh. Kinh đi phải chống gậy thế này cơ à? Kể chứ. Trưởng thôn còn nhớ anh này không? À, nhờ thế trưởng thôn vẫn nhớ đấy nhỉ. Hôm mà chở giường lên cho nhà ông Báo ấy. Nhà chở cho ông Báo lại hôm chở cái Tết nữa. Ừ, hôm ra chở tét nước nữa. Đấy. Anh Quân hộ em bê xuống ăn á. Rồi. Ok mà. Thế anh để cho em cái chạm bát luôn nhá. Để mai em lấy lên cho nhà em Lân, Lân Dua. Cũng vào đây cho hai vợ chồng. Vâng. Thì mai em không phải chở vào nữa. Đấy. Có lên bát không? Lấy cái này luôn nhỉ. Ừ. À cái này thì tí em đi đưa để nhờ ngoài quán kia được. Ngoài quán chỗ tỏa kia được, xong sáng mai em lên thì em vào lấy. Không thì mai em chở từ Hà Giang vào cũng khó, đằng nào ở trên xe anh có mà. Trưởng thôn có thiếu gì không? Thiếu gì đây mua luôn. Ơ à, thật mà, nhiều đồ lắm. Anh Quân chuyên đi bán cái hàng này mà. Đồ xô, nhựa, bát, đũa, nồi, niêu, song chảo. Đây, cái này là... Cái gì anh? Anh cũng ủng hộ cháu một ít. À, anh ủng hộ thêm cái chai dầu ăn à? Dầu ăn này, nước mắm này. Vâng. Xem một canh ở đâu nhỉ? Nhưng mà cho... Thì cháu không khó khăn thì anh cũng ủng hộ một ít thôi, không có đấy, gì nhiều. Anh Quân đã chở giường lên đây cho, còn ủng hộ cả cháu Pó cái chai dầu ăn. Nước mắm với cả bột canh này. Thôi cảm ơn anh Quân nhá. Rồi, không có gì đâu. Đây đây, một gói ấy nữa này. Bột ngọt nữa. Em ơi. Thì anh lấy túi bóng vào. Được chưa anh? Được. Hết chưa? À, túi ốc ở đây rồi. Chiếu này. Ờ, đủ rồi. Đủ rồi. À đây rồi, cô đây. Ừ. Sáng nay vẫn đi xẻ ván à? Sáng nay em đang làm cái vách. Ờ, ôi rồi, toát hết mồ hôi này. Đầu tóc ướt hết rồi. Trưởng thôn mua thêm một cái nồi à? Ờ, mua chỗ anh Quân luôn được này. Không thì đằng nào em đi ra ngoài kia trở về thành tội. Vừa đi xa vừa vất. Anh Quân đi bán những cái đồ nhựa, đồ nồi niêu song chảo này. Đây cái đấy giật ra chỉ nói. À mua nồi to này. Định lấy chiều nay à? Em mua nồi to này làm gì ấy? Em nấu cá lợn. À nồi nấu cá lợn này. Thường là không có nồi nấu cá lợn nên là. Ừ, cá này dây mà nhỉ. Cứ ngày nấu ít nấu ít. Đấy, nấu nồi to này thao hồ. Nồi này là nồi bao nhiêu? Em cũng chẳng biết là nồi bao nhiêu. Nhưng mà 1 triệu. Chào chào cô. Anh cho em xin cái túi để đựng cái bột canh với cả cái dầu ăn anh cho. Đây là cho bé này này. À, Pó đây rồi. Pó đút cái này vào, cầm cái này vào. Đây là chú Quân, chú cho đấy. Chú Quân đi cùng chú này, chú cho cháu ấy nhá. Ừ, bột canh này, dầu ăn này, mì chính này. Đấy, về mà dùng. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú Quân kìa. Chú áo xanh đấy. Chú cho không đấy nhá. Ừ. Đấy thì cháu cầm này, cầm cả chiếu đi.
đi đi trước đi, đi về nhà trước đi. Cầm đồ này đi về nhà trước đi. Đấy, cầm cả chiếu nữa. Cho bé gái này cầm cái chiếu này đi. Rồi. Đi về trước đi nhá. Sao? Ờ. Ừ, ok. Tí sẽ xuống đây ăn cơm. Trưởng thôn ở trên nhà khu này có nhà nào bán gà bán ngan gì không? Tí mua một con đi xuống đấy. Nào nào bây giờ cũng trưa rồi, tí cho anh Quân ăn cơm đây luôn. Tí nữa lắp giường cho. Thế là vách xung quanh là làm xong hết rồi à? Còn cái cửa, còn bên vách nữa. Ờ, cửa hôm nào em làm nốt cho cháu nhá. Còn cái tiền giường này là của cô Tina ở bên Mỹ với cả cô Thắm. Cô Tina là gửi cho 50 đô, là hơn 1 triệu tiền Việt Nam. Cảm ơn cô. Ừ, với cô Thắm là gửi cho 100 đô là 2,3 triệu, tổng là 3,4 triệu. Hơn 3,4 triệu mấy chục ấy. Thì em hộ cầm đi được mà. Đấy có hai cái kia. Đây được. Được không anh? Anh Quân hộ vác đi luôn à? Không em đi, em hộ một tấm. Không được rồi. Kia, còn một tấm này với lại một cái này nữa. Khổ lắm anh ạ. Anh bảo con em mà anh nhưng mà giá cao quá. Ở đâu? Bao tiền một cân? 101 một cân cả. Em vừa gọi thôi mà. Bảo nó 110.000 bán không? 101 à? 150 không bán, 150 bán được không? ván này khác sẻ mà. Cô này là chú của bó đây này. Chú ruột mà. Ui, sao đun kinh chứ. Con này sao không bỏ ra đâu này? Cô. Đúng rồi, cho ra ngoài đi, tắt đi, lấy nước về tắt đi. Ai là đi đun trong nhà này? Cái này như kiểu hun khói này chết. Nghe cái này phải lấy cái gì về kê một tí đấy nhỉ? Má cho nó mất chân nhỉ? Không giờ cháu như nó lộ. Lấy có cái gạch không nhỉ? Hả? Có gạch để kê được nhỉ? Thế lúc đấy mình nhặt mấy miếng gạch kia về nhỉ? Thịt hoa ấy. Cô ơi tắt đi. Khói lắm. Với lại đốt cái này thì không, nó không cháy được nhưng mà nó khói lắm. Bỏ ra ngoài được mà, cái này thành bùn bùn cưa thôi mà. Vợ cô này này, sáng nay đi vung ngô à? Ờ. Xong chưa? Xong rồi. Tắt hết chưa? Tắt hết. Có búa nào không nhỉ? Đấy, lấy đổ ra ngoài trước cửa này này. Bó này. Cái này nó mai nó thành mùn nữa mà. Lắm đã cũng mang bao cả này. Để cái gốc đu đủ ấy. Không chỉ thôi, cứ lắp lên tí mình kê sau. Chỗ nào thấp thì mình kê sau. Được mà. Nhẹ không mà, cái giường này giường xoan này. Hôm nay mua cái giường này là hết 1,5 triệu. Lần trước là có mua 1,4 triệu thôi. Bây giờ lại đắt rồi. Không vào. Hơi to nhỉ. Chưa vào, vào. Hơi to, lấy dao chẻ một tí được mà anh mà. Cái giường này họ đôi khi họ cũng làm thừa ra thôi. Có cái búa đâu. Giường này thì đẹp rồi. Lần trước cháu bó này là nằm trên một cái phản. Lấy cái hai khúc củi làm hai đầu xong là lát cái phản nữa lên.
Đây, tóm cái này vào. Chú cào vào cho này. Đấy, cào vào. Cẩn thận nha, đây nóng nha. Bỏ tay nha. Đấy, cào vào. Bây giờ kín rồi không sợ đâu, mai chú cồ chú lắp cho cái cửa nữa là được, khóa vào đàng hoàng. Ở đây thì cũng gần nhà chú nên là cũng không sợ. Trước cơ ở bên này có vách đâu anh Quân, trước là khu này là thông hết mà, một ô này một ô này, cả mấy cái ô này là thông luôn. Có, mùa đông thì lạnh nhỉ? Mùa đông lạnh. Xong là con gái ở một mình cũng sợ. Sợ chứ. Nó còn ít tuổi nữa, nó sợ mà. Trước là còn có anh trai, nhưng mà anh trai đi làm thuê xa rồi, thỉnh thoảng mới về thôi. Hôm nào đóng như lần trước cô Tina đấy, cô có bảo là đóng một cái vách ở bên này này. Là cô có gửi với cả cô Thắm ở bên Mỹ có gửi cho tổng là 3.4 triệu ấy. Thì cô bảo là làm một cái vách ở đây này. Để làm vách ở cái cuối giường này trưởng thôn này. Hôm nào bảo cô làm đóng nốt ván ở đây nhá. Đấy, đóng từ đây. Đấy, xong là làm cửa khu này. Có khóa đàng hoàng. Đóng ở đây kín. Xong hôm nay là quên mua cái ghi đô ấy. Hôm nay chỉ mua nguyên cái chiếu thôi. Chiếu với màn ở đây. Được chưa cô? Xong là hôm nào mua cái ghi đô căng ngang ở đây nữa. Cho cháu nó ở. Ra một tí là được rồi. Cái... quần áo thì hôm nào đóng lại cái xà này nhá cô nhá. Ừ. Anh bảo này đóng lại cái xà cho cháu nó treo quần áo ở đầu giường này cũng được nhá. Không thì lấy một cái cây tròn đấy để hóp với cây nào bé bé hơn cây này thôi. Hôm nào thiếu móc thì anh mua lên cho cháu. Anh để bên kia. Hôm nào xem là đóng giường đóng vách này xong làm cửa xong là cháu có thiếu cái gì thì mình sẽ sử dụng cái số tiền của cô Tina với cô Nguyễn với cô Thắm và sẽ sắm hết những cái đồ cần thiết cho nhà cháu bó. Ở đây giao đây này anh Quân ơi. Đấy. Có rồi. Có chưa? Có. Trưởng thôn cái nền nhà này nếu mà láng được nền bê tông thì khoảng bao tiền nhỉ? Khoảng mấy xe xe cát nhỉ? Cát thì chắc được bao nhiêu đó, một xe thôi. Một xe đủ không? Một xe cát lên trên này khoảng bao tiền? Là tính theo khối không? Xe 3 khối kia. Cái này chắc phải xe 4 khối anh ạ. Xe 4 khối à? Xe 2 cầu lên à? Cái xe của chung kìa. Ờ. Được mà được ạ. Một khối của nó bao tiền? Còn nó mới em cũng chưa được mua cáp bê tông rồi. Nhưng mà trước ấy, trước em mua bao tiền? 300 nghìn một khối à? Bây giờ anh có sợ hơn không? Đây. Nếu mà bán được cái nền nhà này cho có thì tốt. Ốc mình phải lấy bao rồi. Anh xem nếu mà cái tiền mua giường này nếu mà thừa thì sẽ lắng cái nền này nhưng mà không biết là có đủ không bởi vì cũng không tính được lắng một lớp bê tông cho nó sạch lắng ở nhà với ngoài thì mình làm cái bên ngoài thì mình làm cái rãnh cho nó nước tụt vào nhà rồi. Ngoài này thì bên ngoài nhà thì mình đào còn trong này thì mình lắng một lớp để cho nó mưa gió nó không bị ẩm. Còn đây nền nhà của cháu bó này nứt hết rồi. Hả? Điện thoại mang cho anh cái nào đi em? Đi bắt ở đâu thôi. Ngoài này mà.
cái mớ cái đấy. Đi xuống đường này à? Ừ. Không. Thế đi xe đi ngoài kia đường vòng không đi. À, bắt lên đây tí anh đưa tiền nhá. Đấy. Cái lắp. Đấy. Ôi zin luôn à? Zin. Ra giường này zin, có cái mình cũng phải cắt này. Cái này là zin đấy nhỉ? Này, cái này. Ừ. Chia nó ra là được. Đấy, được rồi. Quá chắc luôn. Thế tìm cái mỏng mỏng đi. Tì à? Không sao. À, trưởng thôn ơi, anh bảo lấy cái đầu dưới này lên trước. Em nhấc cái đầu trên đi. Anh đi trước, anh đi cùng anh Thắng, anh lắp nhiều anh biết rồi. Không, vênh hẳn cái đầu kia trên. Không, em vênh hẳn đầu kia, lấy đầu này xuống trước. Đấy, đúng không? Thấy chưa? Zin luôn. Kinh nghiệm rồi. Đẩy cái này sang bên kia tí là được. Đấy. Đó ngon lành. Đây chiếu đây. Bây giờ là cháu Pó là không phải ngủ trên cái phản bằng nứa kia nữa. Có bằng vầu kia nữa. Giường này là quá đảm bảo rồi. Giường xoan, không mọt. Đây là buộc đây này, dây điện này. Hôm nào treo lên cao vào nhá, cho gọn vào. Lúc nào anh lên anh mua lại cho cái bóng này thôi. Cái bóng này bé quá. Cái này có sáng không? Cái này vẫn sáng mà. Vẫn sáng thôi gì? Ừ. Cái bóng này thực ra nó còn hao điện nên cái bóng led kia nhỉ anh Quân nhỉ? Bóng led kia thì nó tiết kiệm điện hơn. Tiết kiệm điện. Ừ. Bóng này bóng chữ U này là bóng huỳnh quang. Bóng này thời cổ rồi. Đấy cổ nhá. Cái giường này là của cô Tina với cô Thắm ở bên Mỹ. Đấy, là cô có gửi cho anh là hơn 3 triệu. Nghĩa là 3 triệu tư. Cô Thắm ở bên Mỹ cơ. Ý, cố gắng hộ cháu mình. Cậm rất nhiều thay mặt cho gái cậm cô Thắm với cô Tina. Ừ, rồi. Cô cũng cả với chị Bảo Ngọc nữa. Ừ, đấy, chị Bảo Ngọc đấy. Em còn nhớ chị Bảo Ngọc là hỗ trợ nhà em làm cái vách này này. Là chị có gửi 1 triệu cho anh. Hỗ trợ em làm vách để mà mua thức ăn về hôm mà nhờ anh em vác từ trên đồi về đấy nhá. Rồi. Em cảm ơn chị Bảo Ngọc. Rồi. Đấy cuốn cái này cho gọn đi nhá. Không nó treo loằng ngoằng quá. Bao tiền chuẩn hốt anh đưa tiền luôn cho này. Em chưa được 2,8. 2,8 à? Đâu đây. 2,8 là 300 à? Nhân tiền nào. Nhà này to đấy nhỉ. Tí còn giả tiền cước xe của anh Quân đấy. Tí tiền cước xe thì em đưa anh sau nha anh Quân nhá. 308. 308 nghìn, 308 nghìn. 308 à? Từ từ. Đun nước chưa? Đun rồi. 200 này. Từ từ nhá, để anh lấy đó. Có mà. Đợi đi 100 nữa. Ừ. Ừ. Đấy, lợn ở đây gọi ăn đặc sản này. Thôi, em đếm em. 308 nhá. 310.000 nhá. À bù lại anh 2.000 nhanh. Vừa. Em không ăn ví. Anh trêu thôi. Đây, lợn ở đây ăn đặc sản chưa này? À. Ăn lá ngó này. À, cái đây này là ngoài thành phố là đặc sản ấy. Gói bánh trứng. Đây lấy đi giả tiền ngan nhá. Vâng, tí nữa. Cháu chào ông. Vâng. À ông là bị mắt à? Mắt ông vì sao? Mắt ông là không nhìn được à? Không nhìn thấy được à? À không nhìn thấy à? À ông bao nhiêu tuổi rồi? 77 tuổi rồi. 77 tuổi. À. Thế cũng sắp được chế độ rồi đấy nhỉ? Chưa có mà. 80 tuổi. 80. Có chế độ. Chế độ theo tháng. Tháng à. Theo tháng hay theo năm nhỉ anh Quân? Tháng đi nhỉ? Tháng được mấy trăm ấy? 400 thì sao? 406. 406 ở đây được hơn. Hôm trước cháu lên là cũng chưa gặp ông nhỉ? Chưa, ông lên trên kia. Thế bây giờ là ông không nhìn thấy cái gì nữa hả ông? Không nhìn thấy nữa mà. Cây gậy bằng sắt đây này. À, đúng rồi. Thép xoắn đấy. Thì hơi nặng đi. Hơi nặng. Hôm nào bảo cô làm cho ông cái gậy bằng bằng mây thôi. Cái nhẹ nhẹ thôi, không cái cây sắt này ông cầm nặng lắm. Ờ, à, đúng rồi. Cái gậy cây thì cái nó sẽ ngã rồi. Vâng.
ông dân quân là quân. Ông lên canh gác ở trên đấy đúng rồi, đúng rồi. Một tháng không ngủ về là ông là bị mù mắt luôn, đau mắt đỏ đấy, đỏ một tháng mà gác không ngủ đào đường nào đấy. Thời chiến tranh đấy là phải gác mà anh, dân quân ấy, biên phòng là phải gác đường biên đúng rồi. Trung Quốc nó xâm lược đấy. Rượu ít thôi nhá em ơi. Ở đây vẫn uống rượu bằng bát đây nhỉ? Không thì mình em làm đi. Uống bằng bát thì lên trưởng thôn. Thế lần trước phó ở cùng chú là phó ngủ đâu? Ngủ trên gác đây ạ. Ai sao? Đây này, mà à bây giờ vẫn ngủ đấy à? Vâng. Trước là phó là ngủ trên gác này à? Đâu bây giờ thử lên gác trên nhà cổ xem nào. Đấy, lần trước giới thiệu mọi người nha, lần trước trước cháu Pó ngủ đây thì thực ra dưới này không có giường ngủ đâu, có mỗi cái giường này thôi. Là phải ngủ trên gác này này. Bây giờ lên xem. Theo phong tục ở đây là có khách là phải lên gác. Mấy đứa lên gác ngủ đấy nhỉ? À, trên này. Nhưng mà trên này khói thế. Khói này làm sao mà ngủ được? Buổi tối là không đốt hết thì nó không khói. Đấy, lần trước là cháu Pó là ngủ đây này. Cái tháng này mà chạy nhiều không kêu đúng không? Ngủ trên gác này này. Bây giờ vẫn có giường ở đây nhá. Quay cho các cô các bác xem. Bây giờ thực ra cái gác này là khói với cả bọ hóng bám rất là nhiều luôn. Lên đến đây một lúc mà cay hết cả mắt. Đấy, ngủ ở đây. Bây giờ là ra ở riêng rồi. Hai anh em là ra ở riêng ngoài rồi. Có cái ai dắt đi không không? Thôi rồi, ông kêu tí thôi. Ông tự đi được à? Đấy, ông xem là cái khả năng ông mù hai mắt xem ông đi nha. Cho ông đi vệ sinh hay sao ấy? Không, nắng quá thì ra gió ngay. À, ông ra ngoài cho thoáng rồi gì? Ông mà đúng là tầm tuổi của ông là biết vẫn biết nói tiếng phổ thông là giỏi đấy. Đúng rồi. Vâng, nhiều người trong làng bằng tuổi ông là không biết cái gì đâu. Đúng rồi. Cái khi thì nó đi giữa đường dưới thì nó phải lấy tính kênh thì nó lấy con sói mới nhưng mà. Vâng. Ông là nói sói đấy. Ông là biết hiểu được tiếng phổ thông. Vâng. Thế là bây giờ ông cứ ở nhà thôi. Cứ ở nhà mà. Vâng, loanh quanh này thôi. Mấy chục năm nay rồi. 77 rồi. Vâng. Đấy bây giờ cháu đang quay video đấy. Đúng vâng, rồi. Cháu đang quay video ông. Không có cái nguồn nước đấy là... Ông có nhìn thấy mập mờ gì không? Hay là đen xì luôn à? Không nhìn thấy đâu. Vâng, đi thế ông. Đĩa xì xì nữa mà. Vâng. Ba ngày ba đĩa cứ như nhau đúng. Như nhau à? Khổ quá nhỉ ông nhỉ? Khổ đúng mà. Bây giờ chắc ông quen rồi nhờ. Đúng rồi. Trưởng thôn ra đây nói với ông bảo là hôm nay anh lên anh cũng biết là ông trước lên là chưa gặp ông. Cũng không biết là ông cũng không thấy trưởng thôn nói gì. Không thì trước là ở nhà bên kia. Bây giờ anh đưa cho trưởng thôn 200.000. Vâng. Trưởng thôn bảo cho ông ấy. Vâng. Là cho ông cho con cháu đi mua cái gì cho ông thì mua nhá. Vâng. Đây tiền cá nhân anh cho đấy. Thế à? Lão tôi lão chỉ nó lão tôi chỉ bao là lão tôi bỏ nó mua ốp của xe con. Thế thì ông cả cháu thôi. Vâng, không có gì đâu ông ạ. Củ ít làm nhiều đâu ông ạ. Đúng rồi. Vâng, bảo con cháu ông đi mua cái gì cho ông nhá. Ông thích thì mua cái gì, thích ăn cái gì bảo con cháu đi mua cho ông nhá. Vâng. Cháu lên đây. Vâng. Cả cháu thì đưa 200.000 tiền cho ông thì ông chính không có cái gì cho số đâu. Vâng, không không, ông cứ cầm lấy. Vâng. 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 Ông cầm lấy bảo ai đi mua cái gì cho ông ấy nhá. Vâng, bảo con cháu đi mua. Ông thích ăn cái gì ông đi mua nhá. Đúng rồi. Vâng. Cả cháu thôi. Vâng, không có gì ông ạ. Ông cất đi nhá. Vâng. Ngan này được chưa trưởng thôn? Ngan này được rồi. Chín rồi đấy. Thế vớt ra đây luôn đi, tí để chặt luôn.
Cái thớt rửa ok hết rồi. Khô đét rồi. Thấy đôi đứa chọc cái là ra luôn mà. Con này hơn 3 cân nhỉ? 3 cân mấy nhỉ trưởng thôn? 8 à, bao nhiêu? 2 cân 8. Ờ, 2 cân 8 nhỉ? Nhầm. Thành 3 cân 8. Lòng này là... Ờ, lòng. Cô chị kìa, lòng đằng sau kìa. Ôi, anh vào đây. Đấy, nhưng mà phải vớt nước ra một ít nhỉ? Ờ, vớt nước ra bớt đi. Không, anh Quân nấu hộ em mới được. Anh Quân hôm nay đi theo mình là hơi bị sai nhiều ấy. Không, anh ở nhà hay nấu cơm mà. Sai gì đâu. Anh Quân này là một anh ở hàng xóm nhá. Anh ấy bán hàng tạp hóa hàng xóm của mình. Đổ ra đâu được nhỉ? Anh Quân này được cái là cũng không rượu chè. Đổ không rượu chè tí lại uống mệt. Cái này nhìn thấy đấy. Không, tí hôm nay em cho anh uống tí về em chạy xe cho anh. Thế nóng thế. Nóng rồi, nóng rồi. À, để cong cho bọn trẻ con nhé. Vâng. Con mấy đứa. Cả con cánh hết được rồi. Ừ. Con trưởng thôn nó xuống đây không? Không, em đi học hết rồi. Không thì để cho nó cái còng. Em đi học. Có thịt phải chia nhau ăn. Nóng lắm. Nóng lắm à? Nóng lắm. Anh không thấy nóng tí nào nhỉ? Anh có sờ vào đâu mà nóng. Trưởng thôn có lúc những cái câu bị trêu hơi bị bất ngờ ấy nhỉ? Lạnh mà có cái đây. Mấy hôm nữa là nếu mà tình hình không có gì thay đổi thì có một tin vui đến với nhà trưởng thôn. Nhưng mà hôm nào sẽ công bố với trưởng thôn sau. Vâng. Ừ. Chưa thể nói được bởi vì chưa biết được thế nào. Vâng. Đây là món nước đắng này. Canh đắng, canh đắng. Ấy từ từ. Không, đổ nước vào tí, đổ vào đổ luôn. Đổ nước vào. Đổ nước vào sôi xong là mới đổ cái lá đu đủ kia vào. Đổ nó cái này nhỉ? Ừ, cầm cả nồi đổ lên. Không thì múc cũng được đấy, múc múc cũng được. Nồi kia thì tối em nấu canh gì ăn thì ăn. Mình làm một nửa thôi. Thế em cho phở gì vào cũng được. Ừ, cho phở vào cũng được. Đúng rồi. Thì không nấu cơm à? Có cơm nấu rồi. Nứa đi, cho vào nứa đi. Cho vào nửa nồi đi. Tí nữa. Cô ơi. Cái này tí ơi, uống hơi bị nhiều đấy. Được chưa? 3 âu chắc được rồi. Ôi. Bắn hết vào đầu gối em. Xước rồi. Không sao. Xước sơn rồi. Tí xôi anh Quân làm nhé. Rồi. Tí anh thả lá đu đủ vào nữa là được. Bây giờ phải nấu lên rồi. Lá đu đủ nữa em thái ra cho hết rồi. Nhà cô có cái mâm không? Có mâm chưa? Mâm tí ngồi trung tâm này luôn. Nóng lắm. Món mẻ mén nhỉ? Ừ. Chưa được ăn bao giờ nhé. Tí anh Quân ăn thử xem. Hai nồi. Ấy. Sao? Miếng đấy còn sống hay sao đấy? Sao đấy? Một miếng đã bay ra ngoài. Tay trưởng thôn. Thịt ngan này ăn thịt nhỉ? Nhiều thịt lắm. Bính nào ra miếng đấy luôn. Rồi. Ừ.
ngon tuyệt vời. Sôi sùng sục cho nó đảm bảo. Được không anh ạ? Sôi này là được quá. Chưa, tí. Nó ký một tí. Tí. Không, sôi này là ok rồi đấy. Theo em ấy. Anh nếm xem vừa chưa nhá. Bếp lửa sôi sướng nhỉ, nhìn thích. Bếp củi này nó nóng nhanh. Chanh chuồng với bột canh à? Vâng. Không lấy lá chanh vào. Được. Ui, đừng lấy mì chính vào. Thôi. Chính đây. Ngọt lắm. Ngọt quá, còn được ấy. Trường thôn rửa tay chưa? Em rửa rồi. Rửa từ hôm qua rồi phải không? Không. Vừa rửa đấy. Không, thực ra là lúc ấy là anh rửa cái thớt này đúng không? Cái mẹt này anh cũng rửa nhá. Anh phơi khô bào đàng hoàng đấy. Có cười gì ấy? Hả? Vui đấy. Có nhà mới, giường mới rồi. Vui chứ. Đi xem giường mới xem nào. Có đi sang bên nhà chưa? Xem cái giường chưa? Có sở thôi mà. Sao có lúc giả đâu. Đi xem chưa? Quần áo phải móc lên đàng hoàng vào nhá. Treo lên nhá. Xem rồi đấy. Không được để lộn xộn ở giường đâu nhá. Gọn gàng vào. Phó ra đây chú bảo này. Ra đây. Nộp để nó đấy con này. Ra đây bảo là cảm ơn các cô các bác. Lớn rồi mà, biết rồi mà. Cho xưng rồi. Biết nói không xem. Cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Chứ là học đến lớp mấy rồi cháu? Có được học đâu. Không được học à? Thế mà vẫn kia nói là 2000, sinh năm 2006. Phải không trưởng thôn? Vâng, 2006. Khác ở, khác làm, khác ăn. Dạ, khó khăn quá. Anh trai thì đi làm thuê. Khác ở, khác ăn này được 10 năm rồi mà anh. Bố mẹ bỏ đi 10 năm rồi. Đi cùng nhau hay là thế nào? Xong là lúc bé là ở cùng chú là ngủ trên gác này này. Rồi em lên quay ấy. Ngủ trên gác này, bởi vì dưới này là không có giường ngủ. Có mỗi cái giường của em Cồ, hai vợ chồng em Cồ ngủ đây thôi. Cái này múc ra bao nhiêu nhỉ? Nấu mì tôm lộn với phở thế à? Trộn chung nhau à? Độc đáo đấy nhỉ? Cái ăn mì tôm này chắc không cần phải ăn cơm rồi. Ăn no luôn. Đây là phở trộn với mì tôm. Ai thích ăn phở thì ăn phở. Ai thích ăn phở thì gắp phở ăn. Ai thích ăn mì tôm thì gắp mì tôm ăn. Trưởng thôn xem đủ chưa? Đủ món chưa? Đúng rồi. Bằng này uống rượu thì phải biết. Không có lọt đó, có lọt sau đấy đi. Các cô các bác ơi, vào ăn cơm thôi. Nó mỏ lắm. Bảo ông vào ăn cơm. Ông nuôi ông ở trong nhà ông nóng quá, ông lại đi ra ngoài ngồi. Tổ thân ông bị mù từ năm 81 đến bây giờ. Đấy, có dắt ông vào. Đấy, để gậy cho ông tham gia, cho ông ngồi đây luôn. À, cô cho ông ngồi bên trong riêng được, cho ông ngồi bên trong. Đấy, ông đi thẳng vào. Ông đi một tí nữa, cho ông vào ngồi trong. Ông ngồi đây được. Ông ơi, ông lùi vào một tí nữa, cũng được, lùi vào. Đấy, lùi vào đấy, cho cháu cầm ạ. Rồi. May ông mà còn vẫn đi lại được ấy nhờ. Hả? Ừ. Để anh nghe.
thử thưởng thức xem nào. Ngon lắm. Đâu mình mén đâu. Đây. Chứa cho anh Quân thôi. 36 năm nay rồi chưa được thưởng thức cái món này đấy. Anh Quân nghe nói trưởng, thì anh hơi bị nhiều rồi. Ngồi bên kia nhá. Anh ngồi bên này. Trưởng thôn ngồi bên kia đó, cô ngồi bên kia. Ba người ngồi uống rượu với nhau. Anh thì hôm nay anh không uống, xin phép rồi. Thì lái xe nhá. Thì lái xe cho anh Quân. Tí em lái về cho. Đâu chú cô ơi. Cô ăn cơm với cô ơi. Hộp tiêu, hộp tiêu. Đâu ai vợ chồng đâu rồi. Nào, bỏ vào đây. Rủ các em xuống đây ăn cơm đi. Nào đây, đây, bỏ ngồi đây còn chú. Ngồi gần ông tí để gắp thức ăn cho ông. Ông ăn mẻn mén này, ăn mì tôm. À, mẻn mén thôi. Ăn mẻn mén à? Ăn quen rồi đấy. Nhiều người còn không thích ăn cơm vậy nhỉ? Ăn quen. Đấy, như cái ông gì ở hội trường ấy nhỉ? Ông Pháo. Ông Pháo ơi. Ông mua gạo cho ông còn không ăn đấy. Không. À, Si ông xuống đây à? Cho nó ngồi đây. Si, cho nó ngồi gần đây này. Không, ngồi xuống, đấy, cho ngồi cạnh đấy. Ngồi cạnh ăn cơm. Kéo mâm sang đây một tí được mà, bên này còn rộng. Đấy, nào, bó ngồi đây. Em sang bên kia đi. Em chuyển đổi sang. Sang bên kia ngồi tiếp anh Quân. Nên em cảm ơn anh Quân đấy. Là phải đảm Quân đi cùng sai nhiều việc quá, mai chắc anh không bao giờ anh đi nữa. Còn thích đi cùng chú đây. Đi còn được uống nhiều với trưởng thôn. Trưởng thôn này kiêm ba chức vườn anh ạ. To nhất. Kiêm nhiều lắm. Vừa công an vừa bí thư à? Ước ăn gì đấy ước? Hôm nay anh bí thư thôn cũng không lên đây nhỉ? Hôm nay đi chăn bò rồi. À đi chăn bò. Hôm nay là... Đây, bó ngồi đây. Cô ra bên này. Cô ra bên gần vợ đi. Ước ăn này không? Mềm mén không? Không, em không ăn mềm mén. Không ăn được. Không phải chê mà em không ăn ngô. Ăn ngô mới béo. Bột béo mà. Chỗ này hơi dốc. Chỗ này đâu? Chú lên là. Đây đây cho bác ngồi đây, cà phó ngồi đây. Đấy. Ngồi rồi ra rồi gần nhau được. Anh em mình ngồi ở đây nhé. Mát tí. Mùa này nó cũng nóng. Gần nhau mới vui. Vợ cô tên là gì nhỉ? Bây giờ anh có không biết súng à? Ờ. Bà ngoại. À. Còn đây là mẹ em. À, mẹ trưởng thôn đấy. Mẹ trưởng thôn đây. Mẹ trưởng thôn cũng to béo giống trưởng thôn nhỉ. Nhà trưởng thôn là không ai gầy luôn. Anh Dụng này, anh Dụng cũng béo này. Hoa cũng người to đậm. Béo. Chị nhỏ con đây. Anh cạch cho nhá, cạch cho vui. À, trưởng thôn đây. Đây bát mới. Anh Quân ăn mẻ mén à? Ừ. Làm bát đi anh Quân. Anh chưa ăn bao giờ đâu vậy? Chưa ăn bao giờ. Hôm nay mới được thưởng thức này. Vâng anh em mình à. Thôi. Cháu mời ông bà nhá. Mời cả nhà nhá. Cháu mời ông ăn cơm nhá. Mời các bác ăn cơm. Các cô ăn cơm. Vâng. Cô nhá, hai vợ chồng cố gắng giúp cháu nhá. Nó ở một thân một mình khổ nó. Hôm nữa làm xong hết cả cửa ấy cho nó đàng hoàng vào. Xé ra cho ông. Rồi, thưởng thức tí cho nó. Xé bé ra cho ông là ông ăn được. Không được cười nhá. Khổ quá nhỉ ông. Đùa thôi, đùa anh. Bỏ hết xương nhỉ. Cười là cho nó phun ra gì. Đấy, cô này. Cơm đấy. Được đấy. Ngon mà, ngọt mà. Ăn lắm rồi. Tí đấy có miếng ức này, lấy ra cho ông. Cho một bát. À, súng lấy cho anh một bát không này. Bỏ ra cái miếng thịt này cho ông này. Tại nó này. Đấy, tí ông ăn hết cái kia là xé tiếp cái này cho ông. Tại nó à. Anh đã tí. Nào, bỏ đi vào. Anh Quân lùi vào thoải mái đi. Ngon đấy, được ạ. Món này tuyệt vời. Em thì thực ra không ăn được ngô thôi chứ em không chê. Ngô nướng lại ăn được nhỉ? Không, ngô nướng, ngô luộc không bao giờ em ăn luôn. Ngô nếp, ngô tẻ. Các loại ngô. Ăn thật hay ăn đùa đấy?
Đây này. Ôi giời. Đâu cơm nữa. Anh còn thấy ngon tuyệt vời này. Ấy, anh khai dùng nữa. Đấy, bây giờ mời các bác ăn cơm cùng nhà em cô. Thôi không phải ấy chồng em cô đây. Không phải gấp. Kia là em gì? Ấy, gấp cho đưa trẻ đi. Kia là mẹ của em. Đây như mấy ngày thì mẹ của Súng. Đấy. Còn đây là ông cụ như nhau. Này lên đây cũng tình cờ gặp ông trên này. Mọi lần là ông ở nhà dưới thôi, cứ loanh quanh ở nhà thôi. Anh kể cả ở nhà thì không hay ăn thịt đâu mà. Bị mù từ năm 81 rồi mà. Không bảo. 81 à? 40 rồi. 40 rồi đấy. Em cho ông không nhìn thấy cái gì nữa. Nhìn thấy cái gì mà. Thôi đừng gặp cho anh nhé. Ông trước làm dân quân ở bên Nghĩa Thuận. Nên là đi gác về mà là một tháng không ngủ. Về là bị mắt mù luôn. Ông ăn nhá, ông nò nhá. Một lần à? Anh đi cái quán này, anh ở gần quán của Ước đi. Gần anh Ước rồi. Sát nhau. Sát nhau á? Cũng không sát với cách khoảng độ 10 mét thôi. Thế thì gần nhau không? Gần thôi mà. Đấy, trưởng thôn cứ giao lưu của anh Quân đi. 1, 2, 3 vô to nó còn nghe thấy đấy. Anh thì anh không uống nhá, trưởng thôn nhá. Với cô nhá. Vâng. Xin phép từ đầu rồi. Mấy? Chỉ cạch cho vui thôi. Cứ ăn cơm đi, cầm nó đã. Đấy, hôm nay cả Si cũng xuống đây này. Hôm nay đi hộ Vun Ngô ấy. Hôm nay đi hộ Vun Ngô luôn à? Thế là cả đoàn đi Vun Ngô đấy. Si là em của anh, hay là vợ của anh? Cô ấy. Em gái của cô. À, em gái em. Chồng là đi làm công ty rồi. Bây giờ một mình đang làm việc ở nhà. 8 anh em trai này. Thế có bao nhiêu cô bánh? Vừa xé thịt cho ông này. 4 chai. À, có rồi. Cân bằng đấy nhỉ. Ông ăn nhá, ăn no nhá ông nhá. Vâng. Thì hết lại có thịt tiếp. Ông cứ ăn đi, ăn khỏe vào. Vâng. Em Việt nhà năm 2006, 2007 nhà nó đã có rồi. Có em Việt rồi. Có mà. Năm 2006 là đường này mở thông được anh. Bọn anh còn vào chơi cái hang ở ngay chỗ kia còn đốt cháy cái hang thông từ bên kia sang đấy. Ngay bên dưới này mà đúng vậy. Đúng là không nhỉ? Vào chơi trong là thấy giác mắc ở đây đốt mũi ông cháy cả hang. Múc mì tôm ăn kìa, có. Lùi vào, nhé, lùi lùi vào. Này nó làm chén nhở? Ờ, cạch thôi nhá. Cạch một cái, cho vui. Cạch uống ngon hơn. Mì tôm với lại mèn mén à? Mì tôm, mèn mén, phở, nước canh đắng, bốn món luôn. Ăn một vát bốn món. Bỏ. Thì ăn xong phải hộ chú rửa bát nhá. Trong này là úp xuống. Trong bó này là khắc ra ở riêng đường lâu rồi. Nó thì tách được chỉ dâu lại đi chẳng biết là mất tí tự nhiên là chắc là chảy sang Trung Quốc sau đi làm ở đâu em cũng chẳng điều tra được em chẳng biết nữa sao là bố thì suốt ngày nó tăng ấy sao là hai cháu thì em thấy cả giác mình chưa ở trong vùng già thế mà à tay nó biết rồi sao cả giác thế đứa cháu xuống đây sao em bảo à trước là ở tít trên già không phải nhà đây à tít trên kia cơ không phải ở đây thế cái nhà này là nhà của ai nhà này trước ở nhà của anh chia cho anh trai ấy. Trong anh lại không ở anh lại anh lại trên. Anh lại nhà nước lại hỗ trợ ừ, đấy là nhà thứ hai anh trai thứ hai nhà là chính xác là nhà này là nhà của cô nhưng mà trước đó anh trai thứ hai không có nhà ở chia cho sao lại chia nhau rồi xong bây giờ thế trước là cái nhà bố mẹ của phó này có điện có đóm gì không không thế xe thế mà khác ở một mình được khác của mình nó có bổ cái rừng dài sợ quá nhỉ lúc em con anh thì cũng lúc năm nay cũng 12 tuổi rồi nhưng mà còn chưa khắc ngủ được lúc em nó về cái bé tí mà sợ đấy em gan đấy chứng tỏ gan rất to em nó từ về 2012 2012 là đón về hai anh em nó khác ở em nó khác ở bố nó còn bé hơn đấy 2012 đó bé hơn mới có 6 tuổi. Ông nó no chưa? Ông ăn cơm no chưa? No rồi, no rồi. Vâng, ông ăn cơm no nhá. No rồi. Ông ăn được 3 bát đấy nhỉ? Ờ, đúng rồi. Uống một bát rượu. Không, rượu thì vẫn còn đây đâu, ông không uống đâu này này. Rót cho ông vẫn để đây thôi. Chỉ là nhấm môi thôi.
nhưng mà ông ăn cơm vẫn khỏe, vẫn ăn được 3 bát đấy. Cả mì tôm. Ông không ăn được 3 bát thì không sống được lâu bây giờ đâu mà. Ông ăn khỏe, mỗi tội là mắt là không nhìn thấy gì. Ông ăn được mấy bát mẻ mén? 2 bát 3 bát. Trước ông học đến lớp 3 hả ông? À, đúng rồi. Bây giờ ông chỉ là không nhìn thấy được thôi, ông nghe là nghe rất là rõ. Nghe nào? Nghe nào là ông nghe được hết. Nghe được. Lấy thì nghe được. Căng lên thôi. Nhiều nặng quá, nhiều ngu nặng. Nhẹ mà. Hết được mấy la rồi? Một la. Không như nhiều ở dưới thành phố đâu, nhiều đây nặng lắm. Biết thế bạn nghe bảo chị đi mang ở trên nhà cho rượu, nhà lại rượu khác à? Rượu khác mà, nhà trưởng thôn nấu rượu mà. Nhẹ hơn. Thôi nhờ về nhà anh Quân ơi. Cảm ơn bước hôm nay nhá. Anh vào lên đây, anh lên đây rất cảm ơn. Ông ơi cháu về đây, cháu về đây. Vâng. Rất cảm ơn cả anh Quân nhá, cháu về đây. Anh về nhá, trưởng thôn nhá. Vâng. Chào anh nhé. Trưởng thôn chiều đi làm gì? Bây giờ về thì cũng chỉ có về làm xăng chăn lợn à? Ừ, chăn lợn xong với lại là mình lấy cỏ cho trông này về thì. Vẫn tưởng đi làm bật mã ôn. Biết bật mã ôn là gì không? Biết nhưng mà bật mã ôn là đi chăn ngựa ấy. Đấy. Tôn Ngộ Không là bật mã ôn ấy. Tôn Ngộ Không ấy. Trước chăn ngựa, chăn trâu. Vừa ăn cơm ở nhà em Cổ đi về thì hôm nay anh Quân lại uống rượu với trưởng thôn nhá. Hôm nay là mình không uống rượu một chén nào. Hello. Nên là thay anh Quân lái xe. Cũng 2-3 chén thôi, say rượu một tí. Đã uống rượu là không nên lái xe, kể cả một ly đúng không anh? Nhường cho chữ ước. Tự hành tự quyết thôi. Đấy, ông Báo ở trong này này. Nhà ông Báo kia phải không em? Ông Báo trong này. Ồ. Ờ, trong này có rất là nhiều cô giáo đấy nhỉ. Ông Báo rất là này, nhiều cô giáo. Trường mầm non này. Ừ. Các kiểu là đây hết mà. Ồ, cẩn thận em. Ok mà. Thôi nhá, mình xin tạm dừng video tại đây. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Bây giờ tập trung lái xe đi về nhà đã, bởi vì đường dốc khó đi. Xin chào và hẹn gặp lại.